Bạn tìm kiếm một chiếc xe bảo hành 10 năm thì chiếc Lux SA bản Premium sản xuất 2021 mới chỉ đi có hơn 2.000 km này sẽ là câu trả lời cho anh chị nhé. Với chất lượng xe thì không khác gì một chiếc xe mới, đi kèm với cả showroom nhà em có rất là nhiều voucher cho quý vị anh chị lựa chọn nhé. Thì chiếc Lux SA này sẽ rất là phù hợp để phục vụ cho anh chị đi đợt lễ vừa rồi, tiếp tới đấy anh chị nhé. Với phiên bản Premium thì được trang bị rất là nhiều tính năng rồi, từ cam 360 cho đến những tính năng hiện đại bên trong là ghế nắp spa cao cấp mềm mướt anh chị ạ. Và chất lượng sử dụng của chiếc xe này thì em phải khẳng định cho anh chị là sơn zin đến 100% nhá. 2021 đi có chuẩn xác là 2.600 km thôi. Rất là đẹp với một tông màu, nó không phải lên video thì nó hơi bị rực cái màu đỏ, nhưng ở ngoài nó hơi đỏ mận một chút nhá. Chiếc xe này thì đã được bác chủ tân trang hệ thống dán phim là 3M rồi. Chính vì vậy mà xe nhà mình rất là mát, và với cái tính năng của cái phim 3M thì được rất là nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn đấy anh chị ạ. Và hãng đã đưa ra mức bảo hành của chiếc xe lên đến 10 năm thì không có vấn đề gì mà anh chị có thể lăn tăn với một hãng lớn và lại còn hãng ở Việt Nam nhà mình như này. Mình mua xe Việt là coi như là một niềm tự hào rất là lớn đấy anh chị nhá. Và trong khoang nội thất của xe, quý vị anh chị có thể nhìn giúp em này. Với tông màu là màu nâu bò, nâu da bò. Và cái khoang sàn, trải sàn của xe này là khoang màu nâu rất là nhã nhặn. Có điểm trừ là chiếc này nó chưa có cửa sổ chờ thôi, nhưng mà cái đặc trưng của những dòng xe Đức, tại vì cái khung gầm động cơ làm y hệt của Đức, chính vì thế vì sao mà những chiếc xe BMW nó cũng không có cửa sổ chờ anh chị nhé. Nó sẽ là một tính năng an toàn trên xe. Đến với cả nội thất thì thực sự là sờ nó rất là mướt anh chị ạ. Em rất là muốn mời trực tiếp các bác và anh chị qua showroom nhà em trải nghiệm. Đằng sau thì rất là nhiều tiện ích, từ cổng sạc cho đến cổng vôn anh chị nhé. Rất là tối đa để cho cái khoang không gian của nhà mình sở hữu đi một chuyến đi phượt thì rất là hợp lý rồi. Đấy. Ghế chỉnh điện đều hai bên nhé. Đây là bản cao cấp nhất anh chị ạ. Chính vì vậy mà chiếc xe rất là full tính năng, K360, màn hình to bự luôn. Đấy. Rất là nhạy nhá. Phanh tay điện tử rồi. Start top rồi là cruise control. Đúng là một chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới mà tiết kiệm cho nhà mình phải lên đến ít nhất là 300 triệu anh chị nhá. Ít nhất là 300 triệu đấy ạ. Chứ còn nếu mà để tính cụ thể hơn thì nó phải hơn anh chị nhá. Một chiếc xe 7 chỗ mà mình có thể lựa chọn mà để phục vụ gia đình cũng như là công việc, cả gia đình cả công việc rất là tối ưu. Tông màu hợp với bác là mệnh hỏa nhá. Nhưng không phải những thế mà nhiều bác mua xe chả cần xe màu, chỉ cần thích là thôi anh chị ạ. Đấy, cụ thể hơn về chiếc xe này thì nhà mình hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline là 0942899939. Xe nhà em thì luôn cam kết bằng văn bản cho nhà mình trên hình thức là hộp số động cơ máy móc của xe nguyên bản, không đâm ba tai nạn. Cái thứ ba là giấy tờ xe pháp lý của xe chuẩn để anh chị sang tên được, xe không phạt nguội anh chị nhé. Với giá của xe chiếc Lux SA bản Premium cao cấp nhất 2021 đi chuẩn 2.600 km này với mức giá là 1.239.000.000 anh chị nhé. Giá trên thì chắc chắn là em Ngọc còn lì xì gia lộc cho anh chị, gia lộc cho mình nhận xe may mắn và giảm bình an anh chị ạ. Mình quan tâm cụ thể chi tiết hơn về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline là 0942899939 anh chị nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở những siêu phẩm siêu lướt tiếp theo của em Ngọc.